hé lộ những nguyên nhân ban đầu khiến màn hình Galaxy Fold dễ bị vỡ. Samsung dự kiến sẽ bán ra Galaxy Fold, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của mình, tại thị trường Mỹ vào ngày 26 tháng 4 tới đây. Trước khi sản phẩm được bán ra thị trường, Samsung đã cung cấp một vài sản phẩm sử dụng thử cho giới truyền thông để có những đánh giá ban đầu về sản phẩm. Tuy nhiên chỉ sau ít ngày sử dụng, nhiều người cho biết chiếc smartphone Galaxy Fold của mình đã bị hỏng màn hình, chủ yếu tại vị trí bản lề gập đôi của sản phẩm. Trước tình trạng này, Samsung đã phải thu hồi lại toàn bộ các sản phẩm mẫu đã được gửi đi cho giới truyền thông cũng như thông báo tạm ngưng bán chiếc smartphone này ra thị trường để điều tra nguyên do gây hỏng màn hình. Hiện tại Samsung vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến Galaxy Fold dễ bị hư hỏng màn hình chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Trong khi đó, iFixit cũng đưa ra giả thuyết của riêng mình về những nguyên do khiến màn hình Galaxy Fold dễ bị hư hỏng. iFixit là trang công nghệ nổi tiếng thường xuyên, mổ xẻ và khám phá linh kiện bên trong của những sản phẩm công nghệ. Hot ngay khi chúng vừa xuất hiện trên thị trường để khám phá linh kiện bên trong cũng như đánh giá mức độ khó và dễ của việc tháo lắp và thay thế các linh kiện bên trong chúng, do vậy những giả thuyết do iFixit đưa ra về Galaxy Fold được giới công nghệ đánh giá cao. Dưới đây là những nguyên do mà các chuyên gia iFixit đã chỉ ra khiến màn hình của Galaxy Fold không được bền và dễ hư hỏng. Màn hình OLED vốn rất dễ vỡ và khi không có tấm bảo vệ chắc chắn như kính cường lực Gorilla Glass thì màn hình OLED không thể tránh khỏi những vấn đề đặc biệt khi thường xuyên phải gập lại và mở ra như trên Galaxy Fold. Mặc dù Samsung đã trang bị cho Galaxy Fold một tấm nhựa bảo vệ màn hình, tuy nhiên độ bền của tấm bảo vệ này không thể so sánh được với tấm gương cường lực. Ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng có thể gây ra sự cố với màn hình OLED, trong khi đó Galaxy Fold có thiết kế với nhiều khu vực mà bụi có thể dễ dàng xâm nhập vào các khu vực nhạy cảm bên trong sản phẩm và trên màn hình. Việc không có một nếp gấp chuyên dụng trên màn hình Galaxy Fold sẽ gây ra một áp lực lớn hơn cho màn hình sản phẩm và hư hỏng màn hình là không thể tránh khỏi. Samsung đã sử dụng các robot tự động để kiểm tra độ bền trên Galaxy Fold bằng cách liên tục mở và gập màn hình sản phẩm. Tuy nhiên theo iFixit thì những robot này chỉ hoạt động theo một cách dập khuôn và Samsung đã không tính đến những trường hợp người dùng sử dụng sẽ có sự khác biệt so với quá trình thử nghiệm của robot. Hiện tại Samsung vẫn chưa công bố nguyên do khiến màn hình Galaxy Fold dễ bị hư hỏng cũng như thời điểm sản phẩm sẽ được bán trở lại ra thị trường. Tê Thủy